đây sẵn lòng làm hết luôn. Rồi tới gần 200 ngàn. Thôi để có tiền đi mua thịt bạn. Trong mấy gì thêm có mấy chục nữa nhiêu. Thôi đi thử. Năm nay Út làm đẹp lắm rồi. Này Út quán Út có nhộm lại không? Hay nhộm luôn, nhộm cho. Nhộm luôn. Nhộm mấy trăm mấy á. Xuất sắc luôn. Út nhộm màu gì không? Nhộm đen à. Út thích nhuộm màu vàng đó. Màu vàng hả? Đầu không cần. Vàng móc lai màu xanh luôn. À đúng rồi. Móc lai. Út thích cần đi nói. Con nết gì ở quý vị? Tôi thật sự tôi không thấy bà già nào mà thật sự bà mất nết với bà này trơn rồi á. Mình cũng già rồi mà nó thật sự mình cũng không đến nỗi nào mất nết với bà. Tại bà lấy tiền của cộng đồng, lấy tiền của Mạnh thì quân bà ăn rồi bà đi làm đẹp làm đồ. Tôi nói thật sự xã hội này cũng hiếm có người như bà chứ đâu phải là ai cũng như bà đâu. Ở xã hội này nó thật sự quý con là rất hiếm nha, cực kỳ hiếm nha. Những con người này là xin thưa quý vị là cực kỳ hiếm đó, tuyệt chủng đâu. Bây giờ còn có mỗi mình bà Út gà này thôi, với con Út lợn. Tôi nói là cái cặp đôi mà Út gà Út lợn này đã xâm kiếm hộp bích mà nó quấy nát cộng đồng mạng trong một khoảng thời gian khá dài. Mà đến bây giờ đánh miết trong vòng một năm mà vẫn chưa chịu tiêu tan nha. Đánh miết trong vòng một năm mà vẫn còn dương dương cái mặt lên đó. Rồi cũng là lên ăn mày, ăn bám trên không gian mạng thôi. Thì thâu giả sử cộng đồng mạng người ta nói nhiều quá thì mình cũng phải nên có một điểm dừng chứ. Đúng không vậy? Mà giả sử như mà bây giờ mình có riêng lắm rồi đó, mình có lên mạng thì thôi cũng khép khép miệng lại. Tiền mình lấy của người ta mà đâu phải tiền của mình làm bằng mồ hôi nước mắt đâu mà tự hào quý vị. Trời bả lên bả tự hào gì đâu mà tôi nói thật sự tôi nghe mà tôi xấu hổ thay luôn. Người ta làm bằng tiền mồ hôi nước mắt mà người ta không tự hào. Còn bà này đó, bà đi ăn mày người ta mà bà lại tự hào. Đi ăn mày người ta bà cảm thấy là một cái sự gọi là phấn khởi, một cái sự là vui vẻ. Họ đâu có cái chi mà còn mất đâu quý bà, không có cái chi mà để mất nữa. Cái danh dự là một trong những cái mà nó xây dựng nên thương hiệu một con người mà bà không cần nữa. Thì tôi hỏi quý bà cần cái gì đâu. Đó không, cái danh dự bà đã không cần rồi. Thì tôi nghĩ rằng cái bà này đó, bà đã có những cái kế hoạch là năm 2024 rồi đó. Tôi nghĩ là chắc cộng đồng mạng cũng điêu đứng đó. Năm 2023 bà bảo rằng năm nay đó làm ăn thất bại bại quá, cho nên ăn Tết là nhín nhín thôi. Mà bà con biết bà làm cái nghề gì mà thất bại không? Đi ăn mày đó, đi gọi là đi ăn cướp chỗ chim sâu được căn nhà đó, được tính là trị giá là trăm mấy chục triệu đó, mà bà còn cho rằng đó là thất bại. Ngồi không đấy mà kiếm được trăm mấy chục triệu trong vòng cái mấy tháng trời mà cho rằng đó là thất bại. Con của bà là xuống cái đất Vĩnh Long đó, ăn xăm cũng nồi mà giãn chân giãn cẳng ra để mà xin tiền của cộng đồng mạng để kiếm ăn. Thế mà bà nó kiếm về trong vòng mấy tháng trời đó, nó kiếm về cho bà gần 100 triệu à, tiền xe, tiền tất cả mọi cái vật dụng, tiền ăn của nó và tiền trong tài khoản. Tôi nghi ngờ là cái cả tiền trăm triệu đó, mà toàn là tiền của cộng đồng mạng gửi vô. Đấy mà bà nói rằng bây giờ cũng thất bại. Anh không mà có tiền tiêu mà còn thất bại cái gì nữa quý vị. Tôi nói đây là một trong những cái nghề mà cái nghề hot nhất hiện nay đấy, là đi ăn mày. Anh không ngồi rồi có tiền tiêu đó. Vậy mà lên không gian mạng lúc nào đó cũng bảo rằng đây là cái câu chuyện là thất bại quá trời. Năm nay làm anh thất bát quá. Tôi nói may mà nếu mà bà mà cái thật sự tôi mà không lên chữ đó chắc là bà làm anh ngon đó. Do mấy ngày vừa qua tôi lên tôi hút dữ quá quý bà con. Là bà lên bờ xuống ruộng là Mạnh Thường Quân không cho nữa, cho nên thất bại là cái chỗ đó. Chứ còn chỉ cần bà này là không có người lên trị đó, không có người lên mà môi bà ra đó để đưa cho bà ra ánh sáng đó, để bà còn có những cái mưu mô mà để ăn mày lâu dài bền vững, tôi nghĩ là bà kiếm cả tiền tỷ rồi à, kiếm hai mẹ con kiếm gần coi như là 300 triệu trong vòng một năm, không đổ một giọt mồ hôi nước mắt nào. Mà lên không gian mạng bây giờ bà vẫn còn rên là do thất bại quá, phải là xây dựng lại cái kế hoạch năm 2024 thôi. Nguyên cả một tập đoàn, nguyên cả một cái bè lũ là anh mày không có một cái sự biết xấu hổ. Tập 1 thôi. Theo đẹp mà sao mất cỡ trời kỳ cục. Chim sâu nhìn thấy mẹ chồng đẹp gái không cưng? Ồ đẹp lão. Đẹp lão. Anh Nu ơi, anh thấy mẹ làm đẹp, làm tóc đẹp hơn anh Nu. Trời ơi.
bụng có về đây thì coi Út mà bữa nay làm tóc gọn gàng mà không hỏi nha. Út sao Út sao không hỏi vợ chồng con trai coi sao? Phải nó thấy gì rồi nó cũng biết mẹ nó đẹp rồi không? Nghe giọng cười mà tôi thật sự với con là bán lô giống giọng cười đó, giọng cười ma ám nha. Nghe giọng cười ghê quá. Lúc chiều đó, lúc chiều tôi đang xem mà ở nhà hàng xóm mà có một đứa trẻ con. Đó. Mình đang xem mà nghe bà Út gà bà cười là cái như là đứa nhỏ bên hàng xóm là nó khóc thét lên. À, bắt đầu hôm qua nó cho ông đang xem cái chi mà con tôi khóc thét hả? Tôi đưa màn hình ở đây nè, đang xem bà này bà cười nè. Trời ơi bà cười mà con của tôi nó 3 tuổi rồi đâu có vậy. Một đứa trẻ 3 tuổi mà nghe giọng cười của bà là chung là nó giật mình thức. Là nó khóc nó la quá trời quá đất mà. Đã già rồi mà sao cười cái giọng cười mà nghe nó mất nết dữ quá vậy. Tôi nói thiệt đó chứ. Mấy con người này là tôi nói trong vòng một khoảng thời gian nó cũng khá dài rồi đó. Mà nói thật sự mình cũng muốn im đi. Nhưng mà họ đâu có để cho mình im đâu. Cái dài bữa họ cứ rấn lên, cái dài bữa họ cứ răng rắn lên đó rồi cái như họ cái như là cứ ăn mày cứ làm tới vậy thôi chứ. À, mình càng nói là họ càng làm tới hả? À, mà không nói không được, cái dạng này không nói không được. À, không nói là cái như thật sự là bây giờ đó nó lên gọi là nó lên bà chủ hết rồi. Đi mà đi ăn mày coi nhà con của người ta, vô mà lợi dụng một con tâm thần để mà kiếm ăn. Lợi dụng một con tâm thần kiếm ăn mà thấy rằng đây là một trong những cái mà tự hào khủng khiếp luôn. Cứ lên không gian mạng đó rồi kế tung người hứng đó rồi cái như là thớ hiện mình là một trong những người là cái như là thế này thế nọ. Tôi nói chi mà ba dơ vậy hả? Chi mà quá ba dơ vậy quý bà con đó. Ngày xưa gặp trọng súng mà trọng súng nó đâu có lì như cái bà này. Trọng súng nó còn lên không gian mạng đó quý vị, nó còn có những cái gọi là nó còn giữ khẽ nha. Chứ còn riêng bà này đó, riêng bà Út gà đó, bà lên không gian mạng bà tự hào, lên không gian mạng bà là khẳng định một cái đánh cắp anh mày là thượng thừa. Bà là một con Út gà là hai, Út lợn là hai. Đấy, cái cặp đây là xâm kiếm học bích lại, tôi nói là xã hội là tan nát luôn. Rồi giống tính bây giờ thì khi nào mà Tết á, chuyện sau về á mà chuyện sau thấy bà vợ chồng uống tóc này kia đẹp quá rồi, chuyện sau thấy mẹ dẫn con đi rồi, Út có dẫn đi không? Dẫn đi đâu? Dẫn đi uống. Mẹ nó có chịu ngồi á. Biết chuyện này tao thấy mẹ làm đẹp mà tao có chứ gì đâu. Bệnh chị bụng sao rồi con? Út cũng không có biết luôn, Út không có hỏi. Thấy bà hợp thấy nghe nó nặng lắm mà. Thấy nghe nó bớt. Bà con thấy cái sự mà vô tâm của bà đó, cái con bé chim sâu đó là con này là nó nuôi sống cả gia đình bà, nuôi sống cả thằng con trai của bà từ trước đến giờ. Mà bây giờ nó đâu nó bệnh, anh em nó hỏi là bây giờ chim sâu sao rồi, đâu bệnh thế nào rồi, bà nói bà không biết tờ. Bà không biết trơn trọi đó. Đây thể hiện một cái sự gọi là cái như là bất nhân đúng không quý vị? Từ con của người ta nó về nó làm trâu làm ngựa cho mình để mình có tiền mình ăn trong những thời gian vừa qua. Mà bây giờ nó đâu nó yếu vậy rồi, bà bảo rằng bà không biết gì trơn. Nó đâu thế nào bà không biết, bà đâu có hỏi đâu. Sống chi mà sống là vô cảm vô tâm đó bà Út gà. Bà sống bà biết, bà há cái mồm bà ra bà chờ của con người ta đem về cho bà ăn. Người ta cũng là thương chim sâu người ta mới gửi tiền cho bà. Rồi cuối cùng bây giờ bà ăn rồi cái như con của người ta nó bệnh nó hoạn rồi đó. Mà bà không có lấy một cái lời để hỏi thăm xem nó đâu thế nào, nó mạnh khỏe ra sao. Uống thuốc bớt hay chưa? Tôi nói không có chim sâu, không có cái như nói thật sự đó. Cái sự mà cái như là mê trai của chim sâu là con của bà, tôi nghĩ bây giờ nó đi gọi là đi bóc bèo nó ăn rồi. Bán thân bà cũng tránh có một cái căn nhà như bây giờ đâu. Bà lên không gian mạng bà ăn con của người ta, bà lợi dụng con người ta cho cố đi rồi bây giờ bà thể hiện một cái sự gọi là vô tâm vô trách nhiệm. Cưới con người ta là không cưới, nhận con người ta làm dâu thì không nhận, nhưng mà tiền con người ta đưa là bà ngửa tay bà lấy. Vậy mà cộng đồng mạng lên chữ và bảo rằng cái ông đầu đinh, ông hớt tóc, cái đầu mà trọc trọc đó, lúc nào cũng lên chữ tôi biết, ông đời thường đó, cái ông đấy đó. Mình làm đúng đi, đã chữ mình cứ làm đàng hoàng tử tế đi, mình xứng đáng một con người đi. Tôi hỏi với con không ai chữ bà đâu. Do bà nó thật sự bà có những cái mà nó không xứng trở thành một cái con người để chúng ta phải tôn trọng. Mình lên mình nói đây để mà dẹp sạch đi cái loại mà cạnh bã như bà.
À, những cái loại mà nó thật sự rồi siêng ăn nhát làm đó, rồi nhận được của người ta cảm thấy tự hào đó. Nhận của người ta ít ra, giả sử mình đau yếu bệnh tật, người ta cho rồi mình biết cầu tiến, mình biết vươn lên trong cuộc sống. Rồi người ta mới là có những cái gọi là cái niềm vui sau khi mà người ta cho tiền mình. Ở đằng này mà ăn mày một cách mà lâu dài bền vững, ăn mày khủng khiếp như vậy đó, mà ai lên nói bà bảo trời ơi tại sao lại đi nói công chuyện của tôi có làm gì ai đâu, Mạnh Thường Quân cho tiền tôi thôi mà. Tôi nói là nói thật sự bà cũng có tay có chân là sao bà sống kiểu dơ vậy, người ta cho bà một hai lần là bà cảm thấy quá rồi. Đằng này người ta cho bà đó mà bà thấy bà có nên hình nên đóng gì hay không, cho bà rồi bà ngồi bà ăn rồi bà rựng mỡ rồi, nói thật sự bây giờ cái thay là cá tạ thịt rồi. À, cái thay là cá tạ thịt, thay là kéo đi thịt đi không nổi rồi. À, vậy mà vẫn lên còn chài còn mòi. Thôi ta lấy cái sắc thay đó ta đi lông đậm đi, ta ra ta rong ngồi ta bán vé số cho nó giảm bớt lượng mỡ đi. À, không chịu đi làm. À, cứ há cái mồm lên chờ sung ruộng. À, cứ há cái mồm lên là chờ cái như là cộng đồng mạng bố thí thôi. Ủa, sống gì mà kỳ vậy, sống vậy mà người ta lên tiếng người ta nói đó. À, bà bảo rằng trời ơi đừng nói tôi nữa, đừng nói tôi nữa. Nên bây giờ mấy người sao thế nào đi cà bái cà bái cà bái nó nói với Út là Tết nông có gì à, mà con khủng á, nó cũng không có cho thằng Long về nữa. Trời ơi ông Long mới nói còn ông nói về 30 ông về thì nó nói cái gì vậy? Không cũng không có nói ngay ông không bảo nói sao không ngày hôm qua thằng Long nó điện về nó hỏi mẹ, ủa mẹ ơi mua bông không, là như của người ba người ta bán vậy đó. Mua thì ấy Út nói thôi đi ở trên này người ta có rồi mua gì. Bông này thiếu gì bông Út dặn mấy chục bông nó đem bông rồi xúc bắt Út tính không lấy nữa, mà thấy không lấy thì thấy nó kỳ cứ đem trả tới nhà không. Đạo đức dễ sợ quý bà con. Mình đi ăn mày, lấy tiền ăn mày đi mua bông của người ta mà vô còn chê khen bông xấu bông tốt. Tôi nói bà đó, cái bông xấu đó mà người ta cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt trong đó đó. Người ta dùng cái công sức của người ta, mồ hôi người ta, nước mắt người ta, thức hôm dậy sớm để trồng lên một cây bông đây để bán cho bà đó. Mà bà dùng tiền của Mạnh Thường Quân bà mua bông để trưng cho nhà bà mà còn chê tốt cho xấu, cho mắt cho rẻ. Bà phải biết chia sẻ à, phải biết là thôi bây giờ tiền Mạnh Thường Quân gửi cho tôi đó, bây giờ tôi cũng ra tôi mua bông mà tôi ủng hộ cho chú chút và tiền để mà đi ăn sáng đổ xanh đồ đấy mới là phái đạo chứ. Để con người chi mà bà nói một câu trời ơi thấy bông xấu tôi tính tôi cũng không lấy đó, mà thâu cũng phải lấy thôi. Nghèo mà còn đòi xôi gấc với bà con anh mày mà nó thật sự còn đòi hàng sang không à. Rồi đi làm tay làm tấp rồi dìa rồi vô tấp là đôi hai ba câu rồi bà cũng là tung hứng lên bà cũng cười hí ha hí hố. Tôi nói sao đâu mà nó thật sự quý bà con nghe những cái lời cười của bà, nghe tiếng cười của bà mà tôi thấy tôi giận tóc gáy luôn. Thấy tôi khủng khiếp thiệt đó chứ. Ở xã hội này thấy hiếm quá quý bà dì. Xã hội này thấy cực kỳ hiếm những con người bây giờ chỉ lên cộng đồng mạng rồi tăng dấp rồi chờ tiền bố thí của người ta mà họ tự hào. Tôi nói xã hội bây giờ cực kỳ hiếm à, giống đây dạng giống đây gọi giống tiệt chủng rồi còn sót mỗi mình bà Út lợn với bà Út gà đó à, chứ còn xã hội này ai cũng có cái trách nhiệm bản thân hết trơn quý bà con, ai cũng là tự đi lao động tự kiếm sống hết trơn, không ai mà như mấy người này đâu à, đi ăn mày mà nó thật sự còn đòi hàng sang. Nói sớm.